Xin chào thầy cô, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng cái phần mềm Zoom một cách an toàn. Thì nội dung của cái phần trình bày này nó gồm có 5 cái nội dung chính. Cái thứ nhất là hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng cái ID động. Thứ hai là hướng dẫn cách đặt mật khẩu vào phòng học. Thứ ba là hướng dẫn các thầy cô thiết lập cái chế độ phòng chờ. Thứ tư là hạn chế cái chức năng chia sẻ màn hình. Và thứ năm là hạn chế sử dụng cái chức năng annotation một cách hợp lý. Thì tại sao tôi lại xây dựng lên 5 cái nội dung này? Thứ nhất là mới đây thì trên VN Express người ta có viết một cái bài báo là khi sử dụng Zoom thì một số cái phòng học là bị hack. Thì có thể có nhiều nguyên nhân dẫn tới cái việc là gì ạ? Là người ngoài có thể truy cập vào cái phòng học của mình. Nhưng mà một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới cái điều đấy đó là khi sử dụng dạy học thì hoặc là tạo cái phòng họp thì người ta sử dụng cái IP tĩnh. Thì khi sử dụng cái ID tĩnh như này thì người ngoài biết được, mà trong khi cái phòng học của mình mà không đặt cái mật khẩu thì người ta có thể dễ dàng truy cập được. Thì cái mục 1 ở đây là hướng dẫn sử dụng ID động, là để nó mỗi lần ta tạo cuộc họp nó sẽ tạo ra một cái ID mới. Thì người nào biết cái ID cũ cũng không thể vào được. Hay cái thứ hai là hướng dẫn cách đặt mật khẩu của phòng học. Thì cho dù có ID nhưng không có mật khẩu thì cũng hạn chế cái việc là người ngoài sẽ truy cập vào phòng học của mình. Hay cái bước thứ ba là về thiết lập cái chế độ phòng chờ. Thì khi đã thiết lập cái chế độ phòng chờ này thì mỗi người muốn tham gia một cuộc họp ấy sẽ phải được được sự phê duyệt của giáo viên. Cái thứ tư là hạn chế cái chức năng chia sẻ màn hình. Thì trong cái quá trình mà giảng dạy thì đôi khi ta cần người học phải chia sẻ cái màn hình của mình. Tuy nhiên nếu như mà chỉ đơn thuần là thuyết trình một chiều thì ta cũng có thể tạm thời ta tắt cái chức năng mà cho phép cái người dùng chia sẻ cái màn hình của mình. Ở phần thứ năm đó là sử dụng chức năng annotation một cách hợp lý. Một trong những cái chức năng rất hay của Zoom đó là cho phép giáo viên và người học có thể ghi chú trên cái màn hình trình chiếu. Ví dụ như khi đã chữa bài tập chẳng hạn thì giáo viên có thể đánh dấu lại những cái điểm quan trọng, hay là người học cũng có thể đánh dấu trên cái bản thuyết trình như vậy. Tuy nhiên thì cái chức năng hay này lại bị một số em học sinh nghịch ngợm, là trong quá trình giáo viên giảng dạy thì các em mới lại vẽ lên trên cái màn hình đấy. Do vậy là ta cần khai thác nó một cách hợp lý. Thì bây giờ ta sẽ đi và tìm hiểu từng cái nội dung một. Đầu tiên là ta sẽ khởi động Zoom. Tôi sẽ giới thiệu đến các thầy cô về cái thế nào là ID tĩnh và thế nào là ID động. Ở đây là tôi đã đăng nhập sẵn rồi. Thì thầy cô để ý nó gì? Khi ta bấm vào cái nút New Meeting có cái mũi tên bên cạnh thì ta để ý bên dưới, nếu mà ta tích vào cái Use My Personal Meeting ID, nó viết tắt là PMI, thì có nghĩa là cái thầy cô sẽ sử dụng một cái ID này là ID tĩnh. Thì tất cả những cái học sinh nào đã từng có cái ID này thì các em vẫn sử dụng cái ID này để ta vào học. Đây thì ta có thể copy ID hoặc là copy cái lời mời này để ta gì ạ? Ta gửi cho học sinh. Được chưa? Còn ID động là gì? Nếu thầy cô bỏ cái dấu tích ở đây đi ạ, thì mỗi lần ta bấm vào New Meeting, đây biểu tượng nghĩa là ta tắt camera thì đúng không? Ta chọn New Meeting. Đây nếu như muốn sử dụng audio thì ta kích vào cái mục là Join with Computer Audio. Đây nó sẽ hiện cái mật khẩu đây đúng không? Đây thì khi ta chọn cái chức năng là Invite thì thầy cô để ý cái ID lúc này của ta đã gì ạ? Đã thay đổi. Và cái gì ạ? Cái mật khẩu lúc này là ra một cái mật khẩu mới. Đúng không? Thì khi ta làm cái cách như này thì những cái người nào mà gì ạ? Đã từng có cái ID và các cái mật khẩu trước đây ý, thì sẽ không thể vào trong cái phòng học mà được nữa. Vì vậy sẽ hạn chế được cái gì? Là ta đã từng bị lộ cái gì ạ? Cái ID và cái mật khẩu mà khiến người ngoài có thể gì ạ? Có thể vào được trong cái buổi họp hoặc là trong cái phòng học của mình. Tuy nhiên, nếu như ta sử dụng cái ID tĩnh thì ta cũng có thể hạn chế cái việc người khác vào bằng cách là gì ạ? Ta đặt cái mật khẩu. Đây ta tắt cái cuộc họp đi ạ. Đây ta vẫn sử dụng cái ID tĩnh ạ. Đúng không? Đây nhưng ta sẽ thay đổi cái mật khẩu đi bằng cách là vào PMI setting. Thầy cô để ý ở đây cái ID này thì không thể thay đổi được, nhưng thầy cô có thể kích vào chỗ Require Password ạ. Sau đó ta nhập một cái password mới vào đây. Được chưa? Thì đấy chính là cái mục thứ hai. Đó là thiết lập mật khẩu là gì ạ?
để người dùng khi tham gia vào cái phòng họp của mình thì phải đặt mật khẩu. Mật khẩu ta lên đặt cái gì đấy nó khó nhớ, ví dụ một cái dãy dãy số như này chẳng hạn, nó ngẫu nhiên rồi thì cũng rất là gì ạ, rất là khó. Đó để tham gia vào khi mà gì ạ, không biết cái mật khẩu gì cả. Đấy là cái nội dung mà thứ hai. Cái nội dung thứ ba đó là gì ạ, là ta thiết lập cái chế độ phòng chờ. Ở đây thầy cô để ý ạ, là bên dưới này ta để ý có cái mục là Enable Waiting Room, có nghĩa là khi mà người gì ạ, người học vào ấy thì sẽ được xếp vào phòng chờ, và chỉ khi nào giáo viên xét duyệt thì người học mới có thể gì ạ, có thể vào trong cái phòng học của mình. Còn nếu ta chọn là gì, là Enable Join Before Hot, có nghĩa là nếu như ta lập một cái lịch biểu trước ấy, là sẽ tổ chức cái buổi họp này, thì trong khi giáo viên mà chưa vào trong phòng họp thì học sinh vẫn có thể gì ạ, vẫn có thể vào trước và đợi cho đến khi gì ạ, khi giáo viên vào thì cuộc họp mới được bắt đầu. Mục là mute participant at on entry, có nghĩa là khi mà người họ tham gia vào cái cuộc họp thì ngầm định âm thanh của người này sẽ bị tắt, để tránh cái trường hợp là tạo ra tiếng ồn. Mục automatic record meeting on the local computer, mục này có nghĩa là sẽ tự động ghi cái buổi họ dạy của mình trên cái máy tính. Thì cái này nó có ưu điểm là gì, là ví dụ một số trường là yêu cầu giáo viên là phải ghi lại cái buổi dạy của mình, để học sinh ví dụ không tham gia học ngay cái lúc đấy thì có thể gì ạ, có thể vẫn có thể vào xem lại phía sau này, thì ta lên chọn cái mục này đúng không. Còn phần audio đây thì ta lên để như ngầm định, có nghĩa là vừa kết hợp gì ạ, cuộc gọi và gì ạ, cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi audio trên máy tính. Còn chế độ bật video ở đây thì có là gì, là cái người tổ chức thì sẽ on, có nghĩa là mỗi lần ta vào thì camera tự động bật. Còn như để như này thì nó sẽ ngầm định, nó sẽ tắt. Đây thầy cô để ý cái biểu tượng meeting nó đang gạch chéo đó. Đối với người học cũng vậy, ta có thể để là gì, nếu ta muốn người học hiện mặt luôn thì ta chọn cái này, được chưa? Ví dụ như vậy, bây giờ tôi sẽ lưu lại. Đấy thì cái thiết lập của mình đã được lưu lại. Đây ta có thể vào meeting ta xem. Bấm edit. Đấy, tất cả những thiết lập đã có ở đây. Thầy cô có thể gửi cái lời mời này đến cho người khác thì nó sẽ đều có cái này, đều có những cái thông tin này. Đây tôi sửa lại cái mật khẩu này nhé. Như tôi sửa đây là 2020. Tất nhiên tôi làm đây cho nó dễ nhớ đấy, còn thầy cô lên sửa cái khác. Được chưa? Đấy thì khi ta gửi cái lời mời này cho học viên thì học viên sẽ phải nhập cái mật khẩu và cái ID tương ứng. Thì để lập lịch cho cuộc họp thì ta có thể bấm vào cái dấu cộng này. Để ta gì ạ? Ta lập cái lịch, cái thời điểm vân vân. Thì nó vẫn sẽ giữ gì ạ? Giữ những cái thiết lập của mình. Đây mình đặt ở đây. Mình có thể thiết lập những cái vấn đề liên quan đến chế độ phòng chờ vân vân. Đấy cái này thì tương tự như tôi vừa hướng dẫn lúc trước vậy. Thì có thể đặt lịch trước để cho người học vào. Bây giờ tôi sẽ minh họa cái việc mà màn hình của học sinh và giáo viên nó sẽ như nào khi mà ta sử dụng cái chế độ ID này. Đây bên phải của tôi là tôi bật cái điện thoại, cái đấy là mô phỏng cho gì ạ? Cho cái màn hình của học sinh. Và bây giờ ta là giáo viên thì ta sẽ bắt đầu một cuộc họp. Đây là thử hai cách chúng ta dùng là ID tĩnh này. Thì khi ta bật vào link meeting. Rồi come to audio. Mẹ ta bắt đầu. Thì khi đó muốn muốn mời người học vào thì ta bấm vào nút invite để ta xem. Ta có thể gửi cái lời mời này cho người khác. Ở đây thì tôi đang ngồi đây luôn rồi nên là tôi có thể nhìn được, thì tôi sẽ không cần phải gửi lời mời nữa. Tôi sẽ khởi động Zoom từ màn hình của học sinh. Sau đó nhập cái ID. Ở đây là 693 787 9462. Đây tôi đặt tên ở đây. Bấm vào Join Meeting. Đây đang có chữ Talking. Bây giờ ta xem chế độ phòng chờ nó sẽ như nào. Ta bấm vào Manager Participant đây đúng không? Ở đây trên màn hình của người học
sẽ yêu cầu phải nhập password. Thì lúc trước ta đặt password là 2020 đúng không ạ? Ta sẽ điền vào. Để tôi tắt tạo cái màn hình này đi nhé, để dễ quan sát màn hình học sinh. Ok. Đấy, như vậy là người học đã xin tham gia vào phòng học đúng không ạ? Đây, quay trở lại màn hình giáo viên. Thì ta nhìn ở đây trong cái chế độ phòng chờ đây, tôi quay lại từ đầu rồi, thầy cô nhìn, ta bấm vào Manager Participant này. Nó sẽ hiện ra cái người dùng này đang xin vào lớp. Đúng không? Chỉ khi nào mà thầy cô gì ạ? Thầy cô chọn Admit thì người dùng mới được gì ạ? Mới được vào. Đấy, như vậy sẽ hạn chế được cái gì ạ? Là người lạ sẽ vào. Đúng không? Ví dụ thầy cô tổ chức cuộc họp có 10 người chẳng hạn, mà khi đã có 10 người vào đủ rồi thì không có lý do gì mà ta chấp nhận cho người thứ 11 cả. Ở đây là vì chỉ có một người thôi nên nó sẽ hiện một mục. Tuy nhiên là nếu có 10 người một lúc thì trên này sẽ hiện cái mục là Admit All, thì thầy cô có thể bấm vào đấy để thêm tất cả các cái học sinh ở phòng học của mình. Đây, ví dụ tôi thêm vào đây. Sau đó thầy cô quan sát cái màn hình của học sinh. Nó đã được tham gia vào phòng học đúng không ạ? Tuy nhiên là gì ạ? Để học sinh có thể nói chuyện được thì các em sẽ phải bật cái mục là gì? Join Audio này. Sau chọn là gì? Call via Device Audio. Đấy. Ở đây vì tôi đang ngồi một chỗ nên tôi sẽ tắt cái này đi cho nó đỡ bị vọng. Được chưa ạ? Như vậy là tôi đã minh họa cái chế độ phòng chờ. Để tôi tắt video của học sinh. Đấy, nó vừa hiện video của học sinh đúng không ạ? Đây, ta sẽ nói đến vấn đề thứ hai. Đó là vấn đề thứ tư, đó là gì? Vấn đề là hạn chế chức năng chia sẻ màn hình. Thầy cô đợi một chút để tôi tắt cái audio. Được rồi. Đây, ví dụ bây giờ tôi sẽ giả sử tôi đang dạy chẳng hạn. Đúng rồi, trong quá trình dạy. Tôi chiếu một cái màn hình whiteboard này chẳng hạn. Đúng không? Đây, học sinh sẽ chia sẻ màn hình. Đây, đã nhìn cái màn hình của học sinh ạ. Ta quan sát màn hình của học sinh nhé. Là khi ta bấm vào share này thì nó hiện lên cái chữ này, you cannot start screen share while the other participant is sharing. Có nghĩa là khi mà cái người khác mà đang gì đang chia sẻ thì học sinh cũng sẽ gì ạ, sẽ không chia sẻ được nữa. Bây giờ ta sẽ xem là ta thiết lập cái chế độ chia sẻ là như thế nào. Đây, ta bấm vào cái mục là Advanced Sharing Option. Thì thầy cô lưu ý ở đây ạ, là khi ta chọn cái chế độ share là Only Host đúng không, thì chỉ có người tổ chức, chính là người giáo viên ấy, mới có thể gì ạ, mới có thể chia sẻ được cái màn hình của mình thôi đúng không. Còn nếu ta để là All Participant ấy, thì bất kỳ ai cũng có thể gì, có thể chia sẻ được cái màn hình của mình. Thì trong quá trình học, nếu như mà ta không chia sẻ thì học sinh người ta có thể chia sẻ cái màn hình của họ lên, thì có thể có những cái việc mà người ta chia sẻ mà mình không mong muốn đúng không ạ? Còn thiết lập ở phía trên này thì cái này ta ít sử dụng hơn, bởi vì là khi mà ta dạy ở nhà thì thường là chỉ có gì ạ? Thường là chỉ có một cái màn hình thôi thì nó không có sự khác biệt gì cả. Nhưng tôi giải thích luôn ở chỗ này hai mục là ý nghĩa như sau. Đó là gì? Cái mục thứ trên là chỉ có một người chia sẻ được cùng một lúc thôi. Còn mục thứ hai là gì ạ? Là có thể nhiều người chia sẻ đồng thời. Thì để áp dụng cái mục thứ hai này thì ta phải kết nối cái máy tính của mình với một cái màn hình khác thì mới có thể hữu dụng được cái chức năng này. Chính vì vậy mà đây thì ta thấy nó không có gì khác nhau cả. Được chưa? Đấy, thì mục tiêu ở đây là ta muốn gì ạ? Ta đang muốn là người dùng sẽ không tự ý chia sẻ video, à, chia sẻ màn hình của mình, nên ta sẽ chọn chế độ là gì? Chế độ Only Host này. Được chưa?
thì khi đó thì học sinh sẽ không thể chia sẻ được. Bây giả sử bây giờ tôi chọn cái ô participant cho ta minh họa lại nhé. Tôi xem ở đây tôi đã dừng chia sẻ chưa đấy. Đây trên màn hình giáo viên nó xem đã dừng chia sẻ chưa. Đây ta dừng rồi đúng không ạ? Bây giờ ta thử cho học sinh ạ. Ta thử cho học sinh chia sẻ. Chia sẻ màn hình. Bắt đầu ngay. Đấy, ta thấy nếu như ta để cho học sinh tùy ý chia sẻ chẳng hạn thì bất kỳ cái gì của học sinh chia sẻ nó sẽ hiện ngay lên màn hình của lớp học. Đúng không? Thì đôi khi ví dụ như nếu như trong trường hợp bị hack chẳng hạn, người ta chia sẻ một cái màn hình gì nó nhạy cảm thì nó sẽ không hay lắm đúng không? Chính vì vậy mà ta gì ạ? Ta cần khóa cái chức năng này. Ta để gì? Chỉ người tổ chức mới có khả năng gì? Khả năng chia sẻ. Thì khi đấy ta xem lại cái màn hình của học sinh ạ. Đây nó báo này. Nó không cho chia sẻ đúng không? Khi mà học sinh sẽ chia sẻ màn hình thì nó báo ngay là gì ạ? Để sang cái màn hình học sinh. Chưa to xem lại hiện này. Đây là cái team view nó báo đấy. Được chưa? Thì như vậy là ta đã biết cái chức năng để làm gì ạ? Để ta hạn chế cái việc là người dùng chia sẻ màn hình đúng không? Bây giờ ta sẽ nói đến cái mục cuối cùng, đó là sử dụng cái chức năng là annotation một cách hợp lý. Đây, ví dụ ta phải bắt đầu cái chế độ chia sẻ. Ta chuyển sang chế độ chia sẻ màn hình này. Thì ở đây giả sử tôi chia sẻ cái file cái màn hình PowerPoint đi chẳng hạn. Đấy, sau đó là ta có thể dùng chức năng gì? Chức năng annotate này. Ta có thể ghi chú vào. Người ta gạch chân cái chữ ID động rồi chẳng hạn. Đây chức năng là ví dụ ta đổi màu rồi nhé. Nếu format ta đổi màu, ví dụ ta cần ghi chú như này. Để có. Để xóa cái text. Đây ta cần chân cái này chẳng hạn đúng không ạ? Nhưng bây giờ ví dụ như là gì ạ, học sinh ạ, học sinh cũng có thể vào đây, các em sẽ vào cái chức năng của mình, chức năng vẽ của mình. Các thầy cô có thấy không, đây tôi cho hiện cái màn hình học sinh này để thầy cô có thể quan sát được. Tôi thu này nhỏ lắm. À đấy, tôi lại đang không quan sát được. Đây, nhưng ví dụ đây tôi không vẽ gì trên máy tính cả mà tôi thể hiện ở trên cái màn hình học sinh ấy. Học sinh có thể vào vẽ vào bất kỳ cái thứ gì ở trên màn hình thì nó đều hiện lên trên màn hình của giáo viên. Cái này thì thường là các giáo viên ở phổ thông ấy nó rất khó chịu với cái việc là các em cứ vào các em nghịch ngợm. Thì đây ta xem là ta sẽ sử dụng cái chức năng này như thế nào cho hợp lý. Thì thứ nhất là nếu như thầy cô mà không muốn các em vẽ được nữa thì ta vào cái phần more, ta chọn là gì, disable participant annotation, có nghĩa là người tham dự không được gì ạ, không được vẽ phép vẽ nữa đúng không? Thì lúc đấy là mọi cái thao tác của gì ạ, của người dùng ấy không bị hiện lên trên cái màn hình của giáo viên đấy chưa ạ. Thì cái này thì an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên trong trường hợp ví dụ như thầy cô làm một cái bài trắc nghiệm chẳng hạn mà thầy cô yêu cầu học sinh phải khoanh gì ạ, khoanh vào một cái đáp án đúng chẳng hạn, thì lúc đấy ta vẫn cần phải dùng gì ạ, dùng cái chức năng annotation này đúng không? Thì khi đấy ta có thể nhắc các em là gì, không tự ý vẽ lên, mà khi mà thầy cô gọi đến em nào thì em đấy mới được gì ạ? Mới được khoanh lên trên đấy chẳng hạn.
Thì nếu như em nào mà gì ạ, mà cố tình phá đám ấy, thì ta vẫn có một cái cách để ta xem được, bằng cách là ta chọn là gì, show lên mà annotator đấy. Thì trong trường hợp này ta cho phép này, cho phép khoanh nhỉ. Thì trong trường hợp này giả sử như một học sinh vào chẳng hạn, người ta khoanh một cái mục một rồi chẳng hạn, đấy tôi để tôi quay cho màn hình của học sinh đấy ạ. Thì nó hiện ngay cái tên của cái người mà gì ạ, người mà vừa khoanh cái mục đấy, đúng không ạ? Đây ta thử ta thay màu cho thầy cô nhìn nó rõ. Đây cậu này cậu khoanh mục số 5 nhỉ. Đấy thầy cô chỉ cần di vào đấy thầy cô sẽ nhìn thấy gì ạ, nhìn thấy cái là ai là người đã vẽ cái đấy lên màn hình, đúng không ạ? Thì khi ta sử dụng cái chức năng này thì học sinh sẽ không gì ạ, không sẽ tùy tiện vào vẽ lên màn hình của thầy cô nữa, được chưa ạ? Như vậy là thông qua cái video ngắn này thì tôi đã giới thiệu với thầy cô về 5 cái chức năng để thầy cô có thể sử dụng được, sử dụng cái phần mềm mà Zoom trong dạy học một cách an toàn. Cái thứ nhất là sử dụng ID động để tránh việc là người ta có thể truy cập vào cái cuộc họp của mình thông qua một cái ID cố định. Cái thứ hai là đặt mật khẩu vào phòng học, thì người nào phải có mật khẩu mới có thể tham gia vào phòng học của thầy cô. Cái thứ ba đó là thiết lập chế độ phòng chờ, nó cho phép thầy cô có thể duyệt những ai được phép tham gia vào cái phòng học của mình. Thứ tư là hạn chế chức năng chia sẻ màn hình để tránh việc là gì ạ, là một người nào đó tham gia và có thể chia sẻ những cái màn hình mà nó không phải là cái điều mà thầy cô mong muốn. Mà cái nội dung thứ năm đó là sử dụng chức năng annotation một cách hợp lý, bao gồm có các cái vấn đề như là gì ạ, là khóa chức năng annotation của người tham dự hay là gì ạ, hay là hiện tên cái người vẽ lên màn hình trong cái trường hợp mà ta bắt buộc phải sử dụng chức năng này. Được chưa? Hy vọng là qua video này thì thầy cô có thể sử dụng cái phần mềm Zoom một cách an toàn và hiệu quả trong quá trình giảng dạy của mình. Để xem thêm các cái phần hướng dẫn khác, các thầy cô có thể truy cập về cái website là lớp trực tuyến.edu.vn hoặc là đăng ký cái kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở các cái video tiếp theo.